Ok, xin chào tất cả các bạn, xin chào tất cả anh em đã đến với sân bóng Hải Nam để theo dõi trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư giải bóng đá Đồng Liên thôn Chi Long. Chào mừng lễ hội truyền thống ngày 8 tháng 2 âm lịch năm 2024. Trước mặt quý các bạn đang là hình ảnh đầu tiên về hai đội bóng, đó là cao thủ Đồng Liên 90 và cao thủ Liên Quân 92-93. Trọng tài chính điều khiển trận đấu ngày hôm nay đó là trọng tài Ngọc Tú. Một trận đấu mà chúng ta thấy rằng có vẻ như Đồng Liên 90 ngày hôm nay đang chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất. Họ đến sân khá muộn và phải chờ đến những thời khắc cuối cùng thì họ mới có đủ 7 cái tên xuất phát trong đội hình của đội bóng áo đỏ. Như vậy là hiệp đấu đầu tiên thì cao thủ 92-93 đội bóng ra quân với trang phục áo đen quần đen sẽ là đội bóng bảo vệ phần sân bên phía tay trái màn ảnh nhỏ của quý các bạn. Đội bóng 90 sẽ là đội bóng bảo vệ phần sân bên phía tay phải màn ảnh nhỏ của khán giả. Trận đấu chúng ta thì đang được phát trực tiếp trên trang fanpage của người chuyên lửa bóng đá phong trào bình luận viên Nguyễn Anh Hùng. Và hy vọng rằng những khán giả đang theo trận đấu ngày hôm nay chúng ta có thể dành đến cho đơn vị truyền thông của chúng tôi những lượt like cũng như là những lượt chia sẻ để động viên, để cổ vũ cho hai đội bóng thi đấu trận đấu đầu tiên trong khuôn khổ vòng đấu thứ tư. Mừng trận đấu vẫn chưa thể bắt đầu. À vâng, công tác bây giờ thì máy ảnh mới đến và công tác chụp ảnh. Vâng, phải chụp ảnh đã. Bóng chưa lăn và các cầu thủ chúng ta hãy tiến đến poster của ban tổ chức để có những tấm ảnh lưu niệm. Và ngay sau khi máy ảnh xuất hiện trên sân thì lập tức anh em đã di chuyển về khu vực kỹ thuật, trang bị cho mình những đôi băng tay, băng chân để tăng chỉ số. Anh lại run vào đây anh lại ơi. Ở sân hai đội bóng chúng ta công tác chụp ảnh thật nhanh ạ để cho trận đấu có thể được bắt đầu, tránh trường hợp sẽ bị delay trận đấu sau. Thank you.
Anh thắng ơi, cho anh không, anh thắng ơi. Không, thủ môn bên đen này là tên gì? Chú Dũng ơi. Chú Dũng bên này là tên là gì chú ơi? Hòa. Ok chú. Không ghi vào không sợ không biết. Vâng, như vậy là thủ tục chụp ảnh đã xong rồi. Đồng niên 90 thì chụp ảnh nhiều ở mùa giải này rồi, không chụp nữa. Tiếng còi bắt đầu hiệp đấu đầu tiên của trọng tài chính đã vang lên. Ở trong hiệp đấu thứ nhất thì cao thủ 92, 93 họ ra sân với đội hình gồm có những cái tên như sau. Đứng trong khung gỗ đó là thủ thành đeo áo số 03, thủ thành Văn Hòa. Cao thủ Văn Quý đeo áo số 21. Tiến Triệu mang áo số 9. Văn Thanh đeo áo số 4. Văn Bộ đeo áo số 92. Văn Tùng đeo áo số 14 và Văn Thủy, cầu thủ mang áo số 6. Để thấy rằng ngày hôm nay cao thủ 92, 93 họ vẫn có cho mình được những cái tên chất lượng nhất ở trong đội hình xuất phát. Về phía cao thủ 90, một trận đấu quan trọng, một trận đấu bản lề, nhưng cao thủ 90 ngày hôm nay đưa đến sân khá ít. Họ quyết định chọn 7 cái tên ra sân, gồm có thủ thành đeo áo số 1, thủ thành Chí Khoát. Cao thủ đội trưởng Thắng Con đeo áo số 10, Văn Minh đeo áo số 8, Khắc Dương đeo áo số 5, Văn Thọ đeo áo số 90, Văn Hồng mang áo số 86 và cái tên cuối cùng đó là Đức Ngọc, cầu thủ mang áo số 68. Ở vòng đấu thứ 3 thì các cầu thủ 90 họ đã có một trận hòa trước các cầu thủ 99 với tỷ số 3 đều. Còn về phía các cầu thủ 92, 93 thì họ đã có một chiến thắng sát nút với tỷ số là 3-2 trước các cầu thủ 89, 91. Có thể thấy rằng ở cục diện bảng B thì các cầu thủ 92, 93 chỉ xếp trên các cầu thủ 90 do hơn 2 điểm mà thôi. Cơ hội rất nguy hiểm. Cơ hội đầu tiên của cao thủ 92-93 vừa rồi được trao đến cho cái tên mang áo số 21. Đó là Văn Quý. Một tình huống mà thủ thành bên phía 90 cũng như là vị trí trung vệ của Khắc Dương đã mắc một sai lầm. Nhưng Văn Quý cũng đã không thể tận dụng thành công. Trọng tài xác định đó sẽ là một tình huống phạt góc dành đến cho các cầu thủ 92-93. Trải qua 3 trận đấu thì các cầu thủ 90 họ đang có được 4 điểm, một chiến thắng, một trận hòa và một lần để thua. Thành tích của các cầu thủ 92-93 thì có phần ấn tượng hơn, họ có 2 chiến thắng và 1 thất bại. Xét về cục diện của bảng B thì có lẽ rằng tính đến thời điểm hiện tại, các cầu thủ đồng niên 2000 và các cầu thủ 89-91, hai đội bóng chưa có được điểm số nào, chắc chắn là sẽ chia tay giải đấu. Khi đội bóng đang xếp vào vị trí tiếp theo đó là cao thủ 90 thì cũng đã có được 4 điểm. Khi mà giải đấu chúng ta chỉ còn một vòng đấu nữa là sẽ khép lại vòng bảng. Phải thấy rằng một bảng đấu với 6 đại diện, chúng ta có nhiều cơ hội để có thể làm lại. Tuy nhiên cơ hội thì chỉ đến trong một tích tắc mà thôi. Quả đá phạt dành đến cho các cầu thủ 90. Người thực hiện tình huống đá phạt đó sẽ là Khắc Dương, cầu thủ mang áo số 5. Như thường lệ thì người được kỳ vọng nhiều nhất bên phía đội bóng 90 vẫn là cái tên Thắng Con, cầu thủ mang áo số 10. Không được. Một tình huống treo bóng có điểm rơi đến từ Khắc Dương. Nhưng nó chưa thể mang lại sự bất ngờ với thủ thành Văn Hòa bên phía đội bóng 92-93. Nếu như ngày hôm nay cao thủ 92-93 họ có được chiến thắng cho cao thủ 90 thì họ sẽ có được 9 điểm và sẽ kết thúc vòng bảng với con số 9. Mỗi bảng đấu thì chúng ta sẽ lấy 4 đội bóng để vào chơi những lượt đấu tứ kết. Như vậy có thể khẳng định rằng nếu như ngày hôm nay cao thủ 92-93 họ có được chiến thắng thì cơ hội đi tiếp của họ là rất lớn. Còn về phía cao thủ 90, một chiến thắng cũng là điều mà họ đang hướng đến. Họ sẽ có được 7 điểm nếu như đánh bại cao thủ 92-93 và chờ đợi vào những đối thủ cạnh tranh trực tiếp xảy chân ở những lượt trận tiếp theo. Đây là Thắng Con. Không được, một tình huống cắt bóng chủ động đến từ vị trí trung vệ của Văn Bộ.
Cơ hội tiếp tục lên bóng dành đến cho cao thủ 90 đường chuyền này. Cơ hội đến với cao thủ 90. Không được. Tình huống phối hợp không thành công đến từ đội bóng áo đỏ. Nhưng vẫn sẽ là một quả đá biên. Một quả đá biên dành đến cho cao thủ 90 và chúng ta vẫn đang thấy được sự xuất hiện đến từ vị trí của thắng con ở trong vòng cấm. Không được. Tình huống dứt điểm không trúng tâm bóng. Và đã có tình huống phạm lỗi. Một tình huống mà cầu thủ mang áo số 4 là người đã bị phạm lỗi. Sẽ là một quả đá phạt dành đến cho các cầu thủ 92-93. Bên phía ngoài sân thì chúng ta thấy được sự xuất hiện đến từ Thảo Đại Gia. Một trong những người mà chúng ta luôn thấy anh đứng ở khu vực kỹ thuật mỗi khi cao thủ 90 thi đấu. Bóng thì vẫn đang thuộc quyền kiểm soát của cao thủ 92-93. Những tình huống tranh chấp bóng khá quyết liệt. Một sự chuẩn bị chưa thực sự ấn tượng đến từ cao thủ 90. Tuy nhiên thì trong thời điểm hiện tại họ vẫn đang có được một thế trận ổn trước cao thủ 92-93. Và đây đã là phút thi đấu thứ 6 của hiệp đấu đầu tiên. Một đường chuyền dài lên phía trên đến từ vị trí của Đức Ngọc. Và nó vẫn mang về cho cao thủ 90 một tình huống đá biên. Đây là thắng còn. Quyết định lắc vào trong và dứt điểm đến từ thắng còn rất nguy hiểm. Một tình huống mà thủ thành Văn Hòa đã chơi tập trung. Tiếp tục là thắng còn. 92-93 hiểu được sự nguy hiểm đến từ ngôi sao mang áo số 10. Họ cần phải có những sự chăm sóc hợp lý hơn với vị trí của thắng còn. Một tình huống mà đội bóng áo đen đã để cho cầu thủ áo số 10 có nhiều khoảng trống và đưa ra pha xử lý bóng cá nhân. Đây là Khắc Sương. Quyền kiểm soát bóng đang thuộc về cao thủ 92-93. Đây sẽ là cơ hội lên bóng dành đến cho đội bóng áo đen. Có khoảng trống, cú dứt điểm thẳng. Vẫn đang là cao thủ 92-93. Không được. Một tình huống cắt bóng chủ động đến từ cầu thủ mang áo số 4 và sau đó là một đường chuyền lên phía trên. Chúng ta đang thấy được những tình huống thi đấu có phần bị lỡ nhịp đến từ đội bóng 92-93. Những tình huống lên bóng ở khu vực giữa sân khá thoáng và có cho mình được nhiều khoảng trống để dứt điểm. Nhưng những chân sút bên phía đội bóng áo đen đang chưa thực sự tận dụng tốt những cơ hội mà mình có được. Bóng đã làm gọn trong tay của thủ thành Văn Hòa và ngay lập tức là một tình huống phát động tấn công bằng tay. Thắng còn. Không được, quá đơn độc với một đường chuyền về má ngoài đến từ vị trí của thắng còn. Thắng con cùng với Đức Ngọc là những người đang được xếp chơi cao ở trên hàng công. Thắng con sẽ đóng vai trò là một cầu nối ở tuyến tiền vệ cũng như là hàng công. Cầu thủ mang áo số 10 có thiên hướng di chuyển rộng ở bên phía hành lang cánh trái và bất ngờ với những tình huống đi bóng vào trung lộ và tung ra cú dứt điểm. Sẽ là một quả đá phạt dành đến cho các cầu thủ 90. Người thực hiện đó sẽ là Khắc Dương, Dương Rio. Giải đấu của chúng ta đã tạm hoãn một tuần để cho cao thủ có thời gian đi chơi hội. Và sau khi trở lại thì có vẻ như cao thủ vẫn chưa sẵn sàng. Chưa sẵn sàng để bắt đầu hành trình tiếp theo của mình ở những vòng đấu áp chót. Ở những lượt trận vòng đấu bảng. Vẫn là những tình huống thi đấu rất thiếu tập trung. Và đó là một đường chuyền hay. Một tình huống đá biên tốt đến từ các cầu thủ 92-93. Đây sẽ là một quả đá biên tiếp theo dành đến cho đội bóng áo đen. Người thực hiện tình huống đá biên đó sẽ là Tiến Triệu, cầu thủ mang áo số 9.
Một tình huống rót bóng ở phía trong và thủ thành bên phía 90 đã buộc phải đưa ra giải pháp an toàn. Đây là một tình huống tiếp cận bóng sệt. Thắng còn. Mất bóng nguy hiểm, cơ hội đến với cầu thủ 90, không được. Cơ hội đến với cầu thủ 92. Cơ hội không vào. Một tình huống ngon ăn mà cầu thủ 92 đã bỏ lỡ một cách rất đáng tiếc. Cơ hội vừa rồi được để dành đến cho cầu thủ mang áo số 14, đó là Văn Tùng. Một tình huống mà rõ ràng cầu thủ mang áo số 14 cần phải làm tốt hơn. Thay vì một tình huống dứt điểm thiếu cảm giác như vừa rồi. Lên bóng cho cầu thủ 90. Bóng trở lại với vị trí của thắng còn. Qua người rồi. Tình huống 3-2. Thắng còn. Không được. Quá đông những sự kèm cặp dành đến cho thắng còn. Không thể đưa ra được một đường truyền đến với hai người đồng đội ở phía trên khi mà chúng ta thấy Đức Ngọc ở hành lang cánh trái và Văn Minh ở hành lang cánh phải, nhưng không ai có thể nhận được đường truyền đến từ thắng còn. Quả đá biên sẽ được dành đến cho các cầu thủ 90. Rương Rio vẫn sẽ là người thực hiện. Không được, lần này là một tình huống treo bóng hơi sâu. Có khá nhiều những tình huống phá bóng an toàn đến từ cầu thủ của cả hai bên. Đây sẽ là tình huống đá biên dành đến cho 92-93. Tiếp tục treo bóng nguy hiểm. Những tình huống treo bóng có điểm rơi đến từ vị trí của Tiến Triệu. Quả phạt góc dành đến cho các cầu thủ 92-93. Đánh đầu. Phá bằng vào rất nhanh đến từ cầu thủ mang áo số 6. Một tình huống mà thủ thành bên phía đội bóng 90 cũng đã phải văng ra. Không được. Lần này thì tình huống đá phạt góc sau đó lại đưa trái bóng đi hơi sâu và không dành cho ai cả. Quyền đá biên sẽ thuộc về các cầu thủ 90. Trận đấu đang diễn ra với một tốc độ trung bình và thời gian có vẻ như đang trôi đi khá nhanh. Cũng đã có những cơ hội nguy hiểm dành đến cho cả hai bên, nhưng chưa ai có thể tận dụng thành công. Đây sẽ là cơ hội đến với các thủ 90. Không được. Đường chuyền vào trong thì lại đúng vào vị trí của thủ thành Văn Hòa. Che chắn bóng ngay. Đây là Tiến Triệu. Vẫn là cơ hội dành đến cho các thủ 92. Khoảng trống. Chúng ta luôn thấy sự có mặt đến từ vị trí của Dương Rio ở trong những tình huống mà đội bóng 92-93 tung ra cú dứt điểm. Rất nguy hiểm. Một tình huống chọn đúng điểm rơi của trái bóng đến từ thủ thành Chí Quát. Những cơ hội đang đến với cầu thủ 92-93. Và hàng phòng ngự của đội bóng 90 cần phải thi đấu tập trung hơn. Chúng ta đang thấy thắng con đang phải lùi về khá sâu để làm bóng. Thậm chí đây là một tình huống mà cầu thủ mang áo số 10 đang phải đá biên. Cơ hội thì vẫn chia đều cho cả hai bên. Cả 92-93 cùng với 90 đều nắm trong tay quyền tự quyết số phận của mình. Rất nguy hiểm. Một tình huống băng ra đến từ thủ thành của 90, nhưng sau đó là một tình huống phá bóng không thật sự an toàn. Đường truyền cảm quan không gian ấn tượng đến từ vị trí của Tiến Triệu. Một đà di chuyển hơi chậm của Văn Thủy đã khiến cho anh không thể theo được trái bóng. Đây sẽ là quả đá biên dành đến cho đội bóng áo đen.
chắc chắn đến từ vị trí trung vệ của Dương Rio. Cú đá từ xa rất nguy hiểm, đánh đâu không vào, bóng lộn xộn nhưng cuối cùng thì bóng đã được phá ra. May mắn chưa đứng về cao thủ 92-93 trong những pha dứt điểm vừa rồi. Để thấy được sự xuất sắc, sự lăn xả đến từ thủ thành của đội bóng 90. Tình huống dứt điểm từ rất xa, bóng đi rất căng và sau đó là tình huống băng vào đánh đầu bồi của cầu thủ mặc áo số 6. Thắng Còn. Có vẻ như đó là một tình huống bấm bóng đến từ Thắng Còn. Chín ba đang có được những tín hiệu khởi sắc ở trong cách chơi, và đó là thời điểm mà chúng ta thấy rằng cao thủ 90 họ đang bị cuốn vào lối chơi của cao thủ 92-93. Đường chuyền tốt, không kịp. Một tình huống lỗ lực nhưng đã không thể khống chế bóng thành công đến từ vị trí của Tiến Triệu, cầu thủ hàng số 9. Sau khi trận đấu giữa cao thủ 90 và cặp cao thủ 92-93 khép lại thì chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai trong buổi tối ngày hôm nay. Trận đấu diễn ra trên sân số 1, 94-96 sẽ đối đầu với FC Lão Tướng, và trên sân số 2 là cuộc đối đầu giữa Đồng Niên 2000 và đội bóng 89-91. Một trận đấu được coi là trận đấu chung kết ngược giữa cả hai đội bóng đang nằm ở phía dưới của bảng B. Cơ hội đến với cao thủ 92. Dứt điểm không vào. Thực sự chúng ta phải đặt dấu hỏi với pha dứt điểm vừa rồi. Pha dứt điểm đầu tiên trúng vào người của thủ thành Chí Khoát, nhưng pha dứt điểm sau đó thì lại đưa trái bóng đi lên trời. Một cơ hội thực sự ngon ăn dành đến cho cầu thủ mang áo số 6, đó là Văn Thủy. Văn Thủy có 1 triệu đồng nếu như có được bàn thắng. Thực sự là khó tin với tình huống bỏ lỡ cơ hội vừa rồi của cao thủ 92-93. Một trận đấu mà 90 không có được sự chuẩn bị tốt, nhưng cho đến thời điểm hiện tại họ vẫn đang gặp may. Quả đá biên sẽ được dành đến cho các cầu thủ 92-93. Chín hai chín ba cần phải tận dụng cơ hội tốt hơn. Một thời điểm mà đội bóng áo đen đang phung phí đi những cơ hội mà mình có được. Nếu như ngày hôm nay họ không thể có được trọn vẹn 3 điểm trước cao thủ 90 thì 92-93 họ vẫn còn cơ hội ở lượt đấu cuối cùng. Quả đá biên tiếp theo sẽ được dành đến cho cao thủ 92-93. Rõ ràng thì đây là một mùa giải khó khăn với cả 90 cũng như là 92-93. Nhưng 92-93 đang có được một bước chuyển mình ở những trận đấu quan trọng nhất, những trận đấu quyết định đến những tấm vé đi tiếp. Còn về cao thủ 90, họ đang thực sự lạc lối. Tuy nhiên thì trong những khoảnh khắc, đội bóng áo đỏ vẫn có cho mình được những điểm số để có thể tiếp tục với cuộc đua giành tấm vé vào chơi lượt đấu tứ kết. Quả đá biên sẽ được dành đến cho các cầu thủ 90.
Dương Rio sẽ là người thực hiện. Vâng, bóng đi thẳng vào lưới và không có điều gì xảy ra. Sẽ là một tình huống phát bóng lên. Cao chân rồi. Một tình huống chơi bóng cao chân. Quả đá phạt thì sẽ được dành đến và dành đến cho cao thủ 90. Rất nguy hiểm. Tiếp tục sẽ là quả phạt góc dành đến cho cao thủ 90. 90 đang tận dụng những cơ hội từ những tình huống bóng cố định. Và vừa rồi là tình huống treo bóng đến từ vị trí của thắng còn. Một tình huống treo bóng cầu Âu và hàng phòng ngự của đội bóng 92 đã buộc phải đưa ra những giải pháp an toàn. Lên bóng cho 92. Tình huống xử lý bóng cá nhân của Văn Tùng, nhưng sau đó là một đường truyền rất thiếu cảm giác. Thực sự thì đó là một pha xử lý bóng không tốt của cầu thủ mang áo số 14. Trong một tình huống mà chúng ta thấy rằng chỉ có hai cái bóng áo đỏ đối đầu với hai cái bóng áo đen mà thôi. Và Văn Tùng hoàn toàn có thể đưa ra pha xử lý bóng cá nhân ổn hơn để mang lại điều bất ngờ. Văn Tùng. Bóng đang nằm trong quyền kiểm soát của cao thủ 90. Khá thoáng, không được. Sẽ là một tình huống phát bóng lên dành đến cho 92. Trong một nỗ lực truyền bóng của Văn Thọ dành đến cho Đức Ngọc, thì cầu thủ mang áo số 90 không phải chính xác, thì đó là một tình huống truyền bóng của Văn Minh. Đây là Văn Thọ. Mất bóng nguy hiểm, cơ hội đến với cao thủ 92, cú dứt điểm ngay, không vào. 92 vẫn chưa thể một lần xuyên thủng mảnh lưới của Doanh Chí Quát. Một tình huống dứt điểm, nó đủ khó nhưng chưa thể đánh bại được thủ thành bên phía 90. Quả phạt góc dành đến cho 92-93. Bóng bật ra, Tiến Triệu, không được. Sẽ là một tình huống đá biên dành đến cho cao thủ 90. Một thời điểm khó khăn của 90. Vâng, xin phép trọng tài. Bên phía đội bóng 92-93 có sự thay đổi. Văn Thủy được rút ra. Văn Công là người vào sân. Sau hàng tá cơ hội đã bị bỏ lỡ thì đội bóng 92-93 quyết định có một sự thay đổi trên hàng công. Khi mà Văn Công, cầu thủ mang áo số 100 được tung vào sân. Và hy vọng rằng Văn Công sẽ có thể làm hài lòng ban lãnh đạo của đội bóng 92-93. Đây sẽ là một quả đá biên tiếp theo dành đến cho cao thủ 90. Văn Minh. Rất đơn giản, bóng nằm gọn trong tay của Thành Văn Hòa và sau đó là một tình huống phát động tấn công bằng tay. Cơ hội Văn Công! Không vào! Văn Công, dấu ấn đầu tiên của cầu thủ mang áo số 100. Anh đã đánh bại được thủ thành Chí Quát nhưng vẫn còn đó sự xuất hiện của Dương Rio. Chỉ có một quả phạt góc dành đến cho 92-93 mà thôi. Không được. Quá nhiều những cơ hội ngon ăn đã bị bỏ lỡ. 92-93 cần phải tận dụng tốt hơn. Thời gian còn lại của hiệp đấu đầu tiên là không nhiều.
đã có tình huống phạm lỗi. Và trọng tài bên phía đội bóng áo đen có sự thay đổi người. Một tình huống mà trọng tài xác định đó là một pha cài người có lỗi đến từ vị trí của Văn Công. Cầu thủ bên phía đội bóng 90 vẫn đang bị đau. Và trọng tài bên phía đội bóng 92-93 có sự thay đổi người. Như vậy là Văn Quý là người được rút ra. Văn Quang là người vào sân. Văn Quang, cầu thủ mang áo số 93 sẽ là người thay thế cho vị trí của Văn Quý, cầu thủ mang áo số 21. Một tấm thẻ vàng được dành đến cho Văn Quang. Dấu ấn đầu tiên của cầu thủ mang áo số 93. Có vẻ như chúng ta thấy rằng Văn Quang rất nóng lòng vào sân để có thể để lại dấu ấn, nhưng thực sự thì đó là một tấm thẻ vàng hơi vô duyên. Quả đá biên đến với cầu thủ 90. Có một tình huống cao chân. Người bị thổi phạt trong tình huống vừa rồi có vẻ như là Văn Thọ, cầu thủ mang áo số 90. Vâng, chính xác là như vậy. Một pha tiếp bước một không tốt. Thắng Con là người đang bị đau. Và ngay lập tức là sự có mặt đến từ bộ phận y tế của đội bóng 90. Bóng dài thì vẫn là một giải pháp tối ưu với các cầu thủ 90 ở trong thời điểm hiện tại. Họ đang thiếu đi sự kết nối giữa các tuyến. May mắn cho cầu thủ 90 là họ vẫn còn đó sự xuất sắc đến từ vị trí trung vệ của Khắc Dương. Khi cầu thủ mang áo số 5 luôn có mặt ở trong những thời điểm quan trọng nhất để đưa ra những tình huống cản phá. Đây sẽ làm quả đá phạt góc dành đến cho các cầu thủ 90. Dương Rio mất bóng nguy hiểm, cơ hội đến với cầu thủ 92-93. Tuyệt vời, Văn Công, cơ hội không được. Một pha xử lý bóng có phần hơi cầu toàn đến từ Văn Công. Lại tiếp tục là một dấu hỏi với pha chuyền bóng vừa rồi của cầu thủ mang áo số 100. Anh hoàn toàn có thể khống chế bóng khi mà thủ thành Chí Khoát đã băng lên. 92-93 vẫn chưa thể có được bàn thắng mở tỷ số, dù cơ hội mà họ có được ở trong hiệp đấu đầu tiên là vượt trội hơn so với các cầu thủ 90. Chín hai chín ba cần nhớ rằng nếu như để cho 90 có được bàn thắng dẫn trước thì đó sẽ là một bất lợi không nhỏ. Văn Minh, đây là Văn Bộ, đây là Văn Công căng ngang vào phía trong. Có vẻ như Văn Công chưa thực sự là một giải pháp có thể thay đổi cục diện của trận đấu. Một tình huống mà cầu thủ mang áo số 100 tung ra một cú dứt điểm. Cơ hội vào! Như tôi nói thì đội bóng 90 họ không tấn công nhiều, họ không có được một thế trận tốt, nhưng họ biết tận dụng cơ hội. Chỉ cần như vậy thôi là đủ để cho 90 có bàn thắng vươn lên. Văn Thọ là người đã mở điểm cho các cầu thủ 90. Thắng Con đưa ra một đường chuyền vào trong. Cái nhấc chân của cầu thủ mang áo số 86 khiến cho hàng phòng ngự của đội bóng áo đen bị giật mình. Và một mình Văn Thọ trước một khoảng trống mênh mông đã đưa ra pha dứt điểm, mang về bàn thắng mở tỷ số cho các cầu thủ 90. Anh ra sân luôn đi. Vâng,
Vâng, trọng tài bên phía 9A93 có những sự thay đổi. Văn Công được rút ra nghỉ. Văn Thủy trở lại sân. Và Văn Thanh là người được rút ra. Và Văn Việt, cầu thủ mang áo số 11 vào sân. Hai sự thay đổi người liên tiếp. Tấn công rất nhiều, có cho mình được vô số cơ hội nguy hiểm. Nhưng câu chuyện trong những tình huống tận dụng cơ hội là điều mà cao thủ 9A93 cần phải học hỏi cao thủ 90. Chỉ cần một tình huống đơn giản thôi, 90 đã có bàn thắng rất nguy hiểm. Một tình huống đánh đầu ngược đến từ cầu thủ mang áo số 68, đó là Đức Ngọc. Một phút sẽ là thời gian bù giờ của hiệp đấu đầu tiên. Một thời điểm nhạy cảm và 9A93 đang dồn lên tấn công. Pha xử lý bóng cá nhân không thành công và đây sẽ là cơ hội đến với 90. Vẫn thiếu đi sự mạch lạc của cao thủ 90. Dù đôi lúc chúng ta thấy rằng họ cũng rất nguy hiểm trong những tình huống phản công. Nếu như để cao thủ 90 có được trọn vẹn 3 điểm ngày hôm nay thì họ sẽ có được 7 điểm. Và họ sẽ lấy đi vị trí thứ 3 mà các cầu thủ 9A93 đang nắm giữ. Thắng còn rất nguy hiểm. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc hiệp đấu đầu tiên của trọng tài Ngọc Tú đã vang lên. Cú đá đi bóng, đưa bóng đi chệch cột dọc của Thắng Con cũng là dấu ấn cuối cùng của cầu thủ 90 ở trong hiệp đấu thứ nhất. Quý các bạn thân mến, chúng ta sẽ tạm nghỉ cho 1 phút trước khi trở lại với diễn biến tiếp theo trong hiệp đấu thứ hai.
Và như vậy là thời gian nghỉ giữa hai hiệp đã kết thúc. Chúng ta sẽ trở lại với sân bóng Hải Nam để theo dõi hiệp đấu thứ hai, trận đấu giữa cao thủ 90 và cao thủ 92-93. Kết thúc hiệp 1 thì cao thủ 90 đang tạm thời dẫn trước cao thủ 92-93 với tỷ số là 1-0. Bàn thắng được ghi do công của Văn Thọ, cầu thủ mang áo số 90. Một hiệp đấu mà chúng ta đặt nhiều dấu hỏi với những cái tên thi đấu trên hàng công của 92-93. Và trong một thoáng mất tập trung thì hàng phòng ngự của 92-93 đã phải trả một cái giá rất đắt, đó là bàn thua. Hiệp 2 sẽ là một hiệp đấu mà 92-93 sẽ dồn lên tấn công. Và họ sẽ hy vọng có được ít nhất là một điểm trước cao thủ 90 ở trong lượt đấu thứ tư. Không được. Một pha bóng có phần lập bập đến từ hàng phòng ngự của đội bóng 90. Chúng ta vẫn sẽ có một quả phạt góc. Chính xác là một quả phạt góc dành đến cho đội bóng 92-93. Đánh đầu rất nguy hiểm. Một tình huống bật lên đánh đầu đến từ vị trí của Văn Quang. Văn Quang đã tung ra một tình huống đánh đầu trong tư thế không ai kèm. Dù trong vòng cấm của đội bóng, dù trong vòng cấm có đến 3 cái bóng áo đỏ nhưng không ai theo kèm với cầu thủ mang áo số 93. Cỡ đến với cao thủ 90. Đường chuyền cuối cùng thì lại không thể đến được với chân của Văn Thọ. Thắng con rất nguy hiểm. Vẫn sẽ là quả phạt góc dành đến cho các cầu thủ 90. Những tình huống bóng tuyến 2 đến từ vị trí của thắng con sẽ thực sự mang lại nhiều cơn đau đầu với hàng phòng ngự của 92-93. Quả đá biên dành đến cho đội bóng 92-93. Văn Quang cú dứt điểm, tình huống băng lên dứt điểm nhưng không trúng tâm bóng của Tiến Triệu. Tiến Triệu, và có vẻ như trái bóng đã đi hết đường biên ngang. Phát bóng lên cho 90. Thật khó tin là một đội bóng chỉ với 7 người trên sân và một cầu thủ dự bị, đội bóng 90, nhưng đang làm cho các cầu thủ 92-93 toát mồ hôi. Bóng bật ra, đây là thắng con. Phạm lỗi mất rồi. Sẽ là một tình huống
đá phạt dành đến cho các cầu thủ. 90, thắng còn đã bị phạm lỗi và một tấm thẻ vàng được rút ra. Có vẻ như đó dành đến cho cầu thủ mang áo số 9 Tiến Triệu. Một cú đá phạt là lý tưởng với một cầu thủ có khả năng sút xa tốt như thắng còn. Đây sẽ là tình huống mà thủ thành Văn Hòa cần phải tập trung. Đang có những sự bàn bạc giữa ba cái tên thắng còn, Văn Thọ và Dương Rio. 1, 2 và đây là cú dứt điểm. Tí đồ đá phạt của cao thủ 90 đã không thành công. Thắng còn cần phải giải tỏa ngay, nhưng sau đó là một tình huống phạm lỗi. Văn Quang, một tình huống mà trái bóng đã đi hết đường biên dọc và trọng tài bên phía 92-93 có sự thay đổi người. Vâng, đã có một tình huống va chạm giữa Tiến Triệu và Văn Thọ. Sau khi phá bóng thì vâng, trọng tài bên phía đội bóng 92-93 có sự thay đổi người. Văn Việt là người được rút ra và Văn Thanh trở lại sân. Văn Thanh, cầu thủ áo số 4, người đã được cho ra nghỉ ở giai đoạn cuối hiệp đấu đầu tiên, sẽ trở lại sân trong những phút tiếp theo. Giải pháp an toàn được đưa ra đến từ thủ thành Văn Hòa. Và đây sẽ là một tình huống xử lý bóng an toàn đến từ cầu thủ mang áo số 90, đó là Văn Thọ. Tiếp tục sẽ là một tình huống đá biên dành đến cho 90. Dương Rio sẽ là người thực hiện tình huống đá biên. Chéo bóng khó chịu. Những tình huống bóng dài đang là một trong những giải pháp mang lại rất nhiều hiệu quả với các cầu thủ 90. Dù trên hàng công của đội bóng áo đỏ chúng ta thấy được những cái tên như Đức Ngọc hay là Văn Thọ, những người có sở hữu chiều cao không thật sự tốt, nhưng họ luôn có mặt ở những vị trí quan trọng nhất để đưa ra những tình huống đệm bóng. Và đó là một điểm khác biệt, điểm khác biệt tạo ra bàn thắng cho các cầu thủ 90. Tuyến ơi, vâng! Tuyệt vời! Một tình huống dứt điểm thành bàn của cầu thủ mang áo số 4, người mới trở lại sân ở trong hiệp 2, Văn Thành. Một quả phạt góc cũng là một tình huống cố định, và Văn Thành đã khiến cho thủ thành của đội bóng 90 chỉ có biết đứng nhìn mà thôi. Cú đá rất mạnh của Văn Thành. Vâng, sau tình huống phá bóng vừa rồi của Dương Rio thì có vẻ như Tiến Triệu đã gặp phải một vấn đề ở vùng mặt, cần có những sự chăm sóc. Cú đá rất chất lượng và chỉ đơn giản là thủ thành bên phía đội bóng 90 không thể làm gì hơn. Dù 92, 93 họ có được bàn thắng gỡ hòa, tuy nhiên thì ban lãnh đạo của đội bóng áo đen rõ ràng là chưa thể vui mừng được khi bàn thắng vừa rồi xuất phát từ một trung vệ chứ không phải là những người chơi ở trên hàng công. Và đây là tình huống dứt điểm của một cầu thủ chơi trên hàng công, Văn Quang. Một cú dứt điểm rất thiếu chính xác. Thắng còn. Lên bóng cho cao thủ 92-93.
Đây là Văn Thủy, khoảng trống, đưa bóng vào trong. Một tình huống đẩy bóng hơi sâu xuống đấy đến từ cầu thủ mang áo số 14. Vẫn đang là cầu thủ 90, chọc khe hay. Cơ hội, dứt điểm, không vào. Có quá nhiều khoảng trống và đủ thời gian để cho Văn Thọ có đưa ra một pha dứt điểm tốt hơn. Nhưng thực sự thì đó là một tình huống dứt điểm quá tệ của cầu thủ mang áo số 90. Chín hai chín ba đang tấn công và họ đang quên đi nhiệm vụ phòng ngự trong tình huống mà họ để cho Văn Thọ một mình đối mặt với thủ thành Văn Hòa. Đây là Văn Tùng. Giải pháp an toàn tiếp tục được đưa ra và vẫn sẽ có một quả đá biên dành đến cho các cầu thủ 9293. Và sau khi cao thủ 90 và cao thủ 9293 kết thúc thì chúng ta sẽ đến với trận đấu thứ hai, trận đấu diễn ra trên sân đấu số 1, nơi mà các cầu thủ 9496 sẽ đối đầu với các cầu thủ Lão Tướng. Và như theo như tôi quan sát thì các thủ Lão Tướng đã có mặt trên sân rồi. Quả phạt góc đến với 9293. Họ đã có được bàn thắng gỡ hòa từ một tình huống phạt góc. Một cái bóng đen đang ngã trong vòng cấm nhưng không có tiếng còi. Quả đá biên dành đến cho các cầu thủ 90. Nếu như cao thủ 90 và cao thủ 92-93 họ chia điểm, mỗi người một điểm mang về, thì cơ hội tự quyết thì vẫn sẽ nằm trong tay của họ ở lượt đấu cuối cùng. Tình huống phá bóng trượt đến từ Dương Rio. Cơ hội Văn Thọ rất nguy hiểm. Lần này thì cầu thủ áo số 90 đã dứt điểm tốt hơn. Nhưng sự xuất sắc của thủ thành Văn Hòa đã không cho anh có cơ hội được ăn mừng lần thứ hai. Quả phạt góc dành đến cho đội bóng 90. Đánh đầu. Cần phải đưa ra giải pháp an toàn. Không được. Cơ hội đến với cao thủ 9293. Vâng, liên tiếp lại những tình huống chuyền bóng không tốt đến từ đội bóng áo đen. Rất nguy hiểm, không vào. Một tình huống bật cao đánh đầu đến từ vị trí của Văn Tùng. Sự kèm cặp đến từ hai cái bóng áo đỏ nhưng Văn Tùng vẫn có thể đưa ra một tình huống đánh đầu. Không được. Đường chuyền vào trong là hợp lý đến từ Văn Thọ. Nhưng bên trong sự xuất hiện của Đức Ngọc cùng với Văn Bình. Hai cầu thủ bên phía 90 nhưng không ai có thể chạm bóng. Trái bóng đã đi hết đường biên dọc sau tình huống đẩy bóng vừa rồi của Văn Thắng. Đây là Thắng Con. Hơi chậm rồi. Thắng Con chờ đợi vào tình huống phối hợp 1-2 với Văn Minh. Quyền đá biên vẫn sẽ thuộc về các cầu thủ 90.
Cú dứt điểm tuyến hai. Và đó rõ ràng là một tình huống dứt điểm không tốt của Dương Rio. Tình huống đá biên dành đến cho các cầu thủ 92-93. Đánh đâu! Suýt chút nữa là có bàn thắng cho 92-93. Tình huống chạm đầu đến từ vị trí của Văn Thủy. Văn Thọ. Bóng ai? Đây là thắng còn. Khoảng trống. Cơ hội. Dứt điểm. Thắng còn là người ghi bàn. Thực sự là bất ngờ với tình huống phối hợp vừa rồi của cao thủ 90. Tưởng chừng như tình huống lùi về và hỗ trợ phòng ngự của Văn Bộ đã thành công. Nhưng chúng ta vẫn thấy trái bóng từ từ lăn vào lưới sau pha dứt điểm của thắng còn. Và có vẻ như trọng tài Ngọc Tú sẽ cần phải tham khảo lại một chút về tình huống va chạm trước đó. Bóng thì đã đi vào lưới rồi nhưng sẽ cần phải chờ đợi một chút. Chúng ta có đủ thời gian để có thể theo dõi tình huống này. Theo như tôi quan sát thì bàn thắng của thắng còn có lẽ là không có vấn đề gì cả. Và đúng như vậy, bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1 cho các cầu thủ 90. Trong một tình huống mà trọng tài Ngọc Tú đã hơi phân vân khi ông đã không chắc chắn rằng bóng đã chạm tay của Đức Ngọc hay chưa, nhưng cuối cùng quyết định đã được đưa ra. Và đội bóng 92-93 có sự thay đổi người. Văn Quang rời sân và Văn Quý trở lại sân. Văn Bộ là người được rút ra nghỉ và Văn Thuyên vào sân. Hai sự thay đổi người liên tiếp đến từ các cầu thủ 92-93. Văn Thuyên, cầu thủ mang áo số 3. Lần thứ hai ở trong trận đấu này, các cầu thủ 90 có bàn thắng vươn lên dẫn trước. Và một lần nữa chúng ta thấy được vai trò của thắng còn. Lần này thì thắng còn là người đã trực tiếp ghi bàn, chứ không phải là một đường kiến tạo nữa. Một thời điểm khó khăn, một thời điểm mà chúng ta thấy rằng 92-93 đang vùng lên sau khi có được bàn thắng gỡ hòa. Nhưng 90 họ luôn biết cách tận dụng những sai lầm. Và thắng con một lần nữa lên tiếng ở trong một thời điểm quan trọng nhất, mang về bàn thắng nâng tỷ số lên 2-1. 92-93 sẽ cần phải bắt đầu lại, sẽ cần phải quên đi bàn thua vừa rồi. Cơ hội vẫn nằm trong tay họ, thời gian thì vẫn còn rất nhiều. Hai sự thay đổi người liên tiếp đến từ các cầu thủ 92-93. Mất bóng nguy hiểm. Ba đấu hai. Văn Thủy. Cơ hội. Dứt điểm. Cơ vào. Không có bàn thắng cho các cầu thủ 92-93. Thực sự là khó tin. Thực sự là khó tin với tình huống dứt điểm vừa rồi. Một tình huống chơi bóng quá đồng đội, nhưng chúng ta thấy được sự xuất hiện như từ dưới đất chui lên đến từ một cái bóng áo đỏ. Không được. Thắng còn đã không thể khống chế bóng thành công. Lại là 90. Cơ hội. Không vào. 90 dù đang dẫn trước 2-1 nhưng họ cũng rất vội vàng. Có vẻ như ý định của 90 là chiếm lấy ngôi vị thứ hai của các cầu thủ 99.
Đội bóng đang có được 7 điểm và hệ số là dương 3. Phá bóng rất an toàn đến từ hậu vệ bên phía 90. Thắng Con thì vẫn cho thấy được đẳng cấp của mình trong những tình huống sút xa. Cả hai đội bóng đều cần điểm. Họ cần những điểm số để có thể định đoạt được tấm vé đi tiếp. Sẽ thực sự là bất lợi nếu như ngày hôm nay một trong hai đội bóng không có điểm nào mang về. Cơ hội đến với 90. Và trọng tài bên phía 92, 93 thay đổi người. Văn Thủy được rút ra và Văn Bộ trở lại sân. À, Văn Tùng là người được rút ra. Văn Tùng được cho ra nghỉ. Và Văn Bộ vào sân. Lộ sút. Và như vậy là bàn thắng thứ 3 rồi. Bàn thắng thứ 3 cho 90. Những người ghi bàn cũng không hiểu được, không thể hiểu nổi tại sao bóng lại đi vào lưới trong tình huống vừa rồi. Nếu như ngày hôm nay cao thủ 90 có được 3 điểm thì ở trận đấu cuối cùng tôi khuyên rằng cao thủ 90 họ chỉ lên đi với 8 người mà thôi. Không cần đi nhiều, chỉ cần 8 người là đủ. Bàn thắng được ghi ở phút thi đấu thứ 50 do công của cầu thủ mang áo số 68, đó là Đức Ngọc. Vâng, chính xác là Đức Ngọc rồi. Người cuối cùng góp mặt trong danh sách ra sân, cầu thủ số 7, và có cho mình được một bàn thắng rất quan trọng. Tình huống đi bóng không thành công của Văn Thành. Vẫn là Văn Thành. Đây là Văn Thọ. Bóng đến với chân của Đức Ngọc. Văn Thọ. Bằng khá nhịp nhàng đến từ 90. Đường chuyền cuối cùng của Thắng Con thì lại không thành công. Có vẻ như bây giờ cao thủ 90 mới bắt đầu đá giải, mới bắt đầu tham gia. Những trận đấu trước thì có vẻ như 90 chỉ thử nghiệm mà thôi, chỉ chơi cho vui mà thôi. Bây giờ mới bắt đầu đá. Một trận đấu mà không nhiều người đặt niềm tin vào 90, nhưng họ đã khiến cho những khán giả trên sân bóng Hải Nam phải bất ngờ. Bên phía ngoài sân thì theo như tôi quan sát, cao thủ 90 họ còn sự xuất hiện của Văn Hồng nữa. Nhưng có vẻ như Văn Hồng sẽ chọn ngồi ngoài. Sẽ chọn ngồi ngoài. Cơ hội. Và như vậy là bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống còn 2-3. Những hy vọng lại được thắp lên. Những hy vọng lại được thắp lên dành đến cho cao thủ 92-93. Tình huống đi bóng và dứt điểm đến từ Văn Tùng. Không phải, đó là bàn thắng của Văn Thủy. Và những hy vọng lại được thắp lên. Tỷ số rút ngắn xuống còn 2-3. Và khoảng cách chỉ còn là một bàn mà thôi. Vâng, trọng tài bên phía 92-93 thay người. Anh xuống như vào nhỉ? Văn Tùng là người được tung vào sân và thay thế cho cầu thủ mang áo số 21, đó là Văn Quý. Và chúng ta vừa xem lại bàn thắng rất quan trọng của Văn Thủy.
Khi mà tỷ số đang là 2-3 thì tôi lại có phần lo lắng cho cao thủ 90. Không biết họ có thể đứng vững hay không. Úi dồi, một tình huống mà tôi đã phải hô lên khi mà hai cầu thủ bên phía Chi293 đã sút bóng trúng nhau. Và có vẻ như một người đang bị đau rồi. Cơ hội đến với Chi293. Rất khó với những tình huống để bóng dài kiểu như vừa rồi. Và đã có một tình huống, có một tình huống đá biên. Chỉ là một tình huống đá biên thôi. Một tình huống va chạm ở hành lang cánh phải theo hướng tấn công của 9293. Nhưng trước đó thì một cầu thủ bên phía đội bóng áo đen đang gặp phải một chấn thương. Tình huống mà hai cầu thủ bên phía 9293 không hiểu ý nhau. Một người có ý định khống chế bóng và một người có ý định dứt điểm. Có vẻ như là lật cổ chân mất rồi. Rất đau và đang cần phải những sự hỗ trợ. Chắc chắn sẽ là sự thay đổi người rồi. Ai sẽ được vào sân đây? Văn Quang vào sân. Vâng, giơ tay ngay, vào sân luôn. Thời gian của hiệp đấu thứ hai đang trôi đi. Và 90 đang dẫn trước 3-2. Cơ hội đến với 90. Tuyến ơi, dứt điểm. Tình huống dứt điểm không trúng tâm bóng của Văn Thọ. Đây là thắng con. Ở trong vai thì thắng con có nhiều khoảng trống, có nhiều không gian để chơi bóng. Rõ ràng thì 92, 93 chưa đánh giá được sự nguy hiểm đến từ thắng con. Hoặc là có thể họ đang cho thắng con nhiều khoảng trống để chơi bóng. Quả đá biên đến với 9293. Đội bóng áo đen cố gắng lên. Họ có một hiệp đấu đầu tiên có quá nhiều cơ hội nguy hiểm. Hiệp 2 họ cũng có được những tình huống dứt điểm tốt. Không ai muốn mình trở thành khán giả trong một trận đấu mà hoàn toàn 9293 có thể giải quyết gọn gàng 90. Văn Bộ đẩy bóng hơi non rồi. Một tình huống mà Văn Bộ đặt người đồng đội của mình, đó là Tiến Triệu, vào thế phải tranh chấp tay đôi với thắng con. Thời gian còn lại vẫn đủ để cho 9293 nghĩ về một điểm, thậm chí là nhiều hơn. Nhưng trước mắt 9293 cần phải có được bàn thắng gỡ hòa đã. Cơ hội. Những pha bóng rất lập bập đến từ hàng phòng ngự của đội bóng 9293. Họ không thể đưa ra một tình huống pha bóng tốt. Thời gian thì đang ủng hộ các cầu thủ 90. Vâng, để cho trận đấu thứ hai, trận đấu giữa các cầu thủ Lão Tướng và cao thủ 9496 có thể được diễn ra đúng giờ, thì chúng tôi xin kính mời lãnh đội của đội bóng Lão Tướng sẽ trở về khu vực kỹ thuật để đăng ký đội hình ra sân. Bóng lại trở về với thắng con. Cú dứt điểm của thắng con, thước ngắm thì đã bị lệch lạc đi rất nhiều rồi.
một khoảng thời gian mà chỉ cần những sai lầm dù là nhỏ nhất thôi sẽ đều phải trả những cái giá rất đắt. Hàng phòng ngự của 90 và hàng phòng ngự của 9293 họ hiểu được điều đó. Không ai muốn chơi mạo hiểm ở trong thời điểm này. 9293 cần bàn thắng nhưng họ cũng cần phải phòng ngự một cách thật sự là chắc chắn. Họ đã để cho 90 có những bàn thắng trong một thời điểm mà rõ ràng 9293 là người có được thế trận tốt hơn. Sẽ là một quả đá biên dành đến cho các cầu thủ 90. Thời gian vẫn đang trôi đi. Đây là Văn Tùng. Phối hợp hay. Vẫn là sự có mặt chính xác đến từ vị trí của Dương Rio. Một người chơi bóng thực sự chắc chắn và là một trong những điểm sáng ở trong trận đấu này. Quả đá biên sẽ được dành đến cho cao thủ 90. Và như thường lệ thì trung vệ đèo số 5 sẽ là người thực hiện. Những tình huống treo bóng khó chịu vào phía trong. Và một cầu thủ bên phía đội bóng 9293 đang bị đau. Sau một tình huống bật lên và phá bóng thì Tiến Triệu là người đang cần nhờ đến những sự chăm sóc của các cầu thủ trên sân. Vâng, sự thay đổi người đến từ cao thủ 9293. Như vậy là Tiến Triệu được rút ra. Số bao nhiêu vào nhanh nhở? Vâng, Văn Quý trở lại sân. Văn Quý sẽ là một sự thay đổi vào vị trí của Tiến Triệu, người đã gặp phải chấn thương. Một ngày thi đấu mà 9293 mất quá nhiều. Vâng, trọng tài bên phía 9293 lại có sự thay đổi. Cầu thủ mang áo số 3 là người được rút ra và vào sân là Văn Việt, cầu thủ mang áo số 11. 4 phút là thời gian bù giờ của hiệp 2. 4 phút rất quan trọng. Đây là thời điểm mà hàng phòng ngự của đội bóng 90 cần phải chứng tỏ được bản lĩnh của mình. Khoảng cách chỉ là một bàn rất mong manh. Và trong một ngày mà chúng ta thấy rằng hàng phòng ngự của cái bên mắc nhiều sai lầm. Những điểm sáng hiếm hoi không thể che đi màn trình diễn. Một màn trình diễn với những sự lo lắng. Dù đây đã là vòng đấu thứ tư rồi nhưng những vấn đề vẫn đến với các đội bóng. Đá biên nhanh. Lên bóng dành đến cho cao thủ 9293, đẩy bóng hơi dài rồi. Không được. Nỗ lực cứu bóng không thành công. Cơ hội đến với cao thủ 9293. Văn Thủy đã thoát đi nhưng đó là một tình huống đẩy bóng quá dài. Đây là Đức Ngọc. Thắng
Thắng còn, vẫn còn rất khỏe. Thắng còn, cơ hội đến với 90. Thắng còn, đó là một tình huống dứt điểm chứ không phải là một tình huống chuyền bóng của thắng còn. Thắng còn đã đi bóng vào rất sâu và đã quyết định đưa ra pha dứt điểm ngay. Những chú ngựa sinh năm 90 đang làm tất cả những gì để có thể bảo toàn chiến thắng với tỷ số 3-2. Đây là thắng còn. Không được. Và đúng lúc này thì tiếng còi kết thúc trận đấu của trọng tài Ngọc Tú đã vang lên. Thực sự là một màn trình diễn khó tin của cao thủ 90. Thắng còn là dấu ấn duy nhất mà cao thủ 90 để lại ở trong trận đấu này. Nhưng nó là đủ để cho đội bóng áo đỏ cầm trọn vẹn 3 điểm để tiếp tục lui hy vọng giành tấm vé vào chơi lượt đấu tứ kết. 92, 93 có quyền tiếc nuối với những gì mà họ đã làm ở trong trận đấu này. Nhưng cơ hội đi tiếp vẫn nằm trong tay đội bóng áo đen. Và quý vị các bạn thân mến, chúng ta sẽ tạm nghỉ trong ít phút trước khi trở lại với những diễn biến tiếp theo ở lượt đấu thứ hai. Trên sân số 1 là trận đấu giữa 94-96 và cao thủ Lão Tướng. Trên sân số 2 là cao thủ 89-91 đối đầu với cao thủ 2000.